Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Tạo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả và có thêm những cái chi tiết liên quan đến cái vụ người cảnh sát Westminster tấn công người phụ nữ này. Và đến 7 giờ phút này thì cảnh sát cho biết người phụ nữ này là gốc Mễ, thưa quý vị, và có tên là Garcia, mặc dù thấy ở ngoài có vẻ như là tóc vàng như vậy. Hiện nay thì họ đang chờ đợi để xem coi sẽ truy tố người phụ nữ này hay không. Bản tin cho biết là bà Xiomara Garcia, 34 tuổi, là cư dân của Westminster, đang có cái hồ sơ tiền án về nghi ngờ là tấn công phá hoại của công hay là của người khác. Và chúng cũng trong bản tin của OC Register là vì bà bị bắt vì không có đáp ứng theo những lời yêu cầu của sở cảnh sát. Chưa hết, thưa quý vị, vụ này nó xảy ra đó đã khiến thứ nhất là lẽ đương nhiên cái người cảnh sát đang được cho nghỉ có ăn lương, và sở công tố hiện nay đang chờ đợi để xem coi sẽ truy tố bà Garcia những tội như thế này. Như chúng tôi đã thưa, họ khi mà truy tố ra là nhiều tội lắm, tấn công, assault and battery, cả hai tội, và tấn công rồi dùng vũ lực nhắm vào cảnh sát, under the influence of controlled substance, có thể bà uống rượu hoặc là bị ma túy, resisting arrest, chống cự việc mà cảnh sát bắt bà, and assault on a police officer. Bà cái tội mà tấn công thường dân là assault and battery là tội khác. Còn cộng thêm cái tội tấn công cảnh sát nữa thì cái tội đó càng nặng hơn cái tội tấn kia nữa, bởi vì đây là cảnh sát. Thì đó là những vấn đề. Tuy nhiên chưa biết được, bởi vì cái vụ này bắt đầu nó làm lớn lên rồi, mình chờ đợi xem coi cộng đồng người Mễ họ sẽ như thế nào, rồi cộng đồng người Mỹ trắng, cộng đồng người gốc Phi Châu trong trường hợp này liệu rằng họ có dựa vào vấn đề mà đang xảy ra những vụ mà cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng để rồi đưa vấn đề này làm lớn chuyện hay không, để mà cảnh sát liệu rằng sẽ truy tố người phụ nữ này hay không. Rồi cảnh sát cũng nói rằng họ đang mở cuộc điều tra nội bộ và để liệu xem sẽ truy tố người cảnh sát này về tội sử dụng vũ lực quá đáng hay không, thưa quý vị. Có tin thì Thảo Yên đọc được thì chúng tôi biết được là trong bản tin đó họ nói đó, có thể là lúc mà bả đá đó thì cái chân bả đá đúng vào hạ bộ của người cảnh sát này và khiến cho ông đau, mà khi mà bị đau đang tìm cách chế ngự người này mà bị tấn công vào cái chỗ kín như vậy thì có thể nói rằng nổi sung lên. Thì trong trường hợp đó liệu rằng sở cảnh sát có nghĩa là cho phép để trong trường hợp đó, bởi vì bị tấn công đau quá cho nên không có kiểm soát được, thì cái vấn đề này rất là phiền toái. Nhưng mà trong trường hợp này thì một lần nữa chúng ta để chờ đợi xem coi bên phía sở cảnh sát sẽ đưa ra thông cáo, có thể là trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi hồi nãy có đưa đến quý vị bản tin liên quan đến thị trường tài chính. Sáng ngày hôm nay thì những ai đang sở hữu các loại tiền ảo đó thì cũng hơi buồn, bởi vì nó thất thoát nhiều quá. Nhiều người nói chứ phải chi bán sớm thì đỡ. Có lúc Bitcoin lên được hơn 62.000 đô la vào tuần rồi. Thì sáng ngày hôm nay với cái đề nghị mà tăng thuế của ông Biden, thưa quý vị, Bitcoin rớt xuống dưới 50.000 trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Sáng nay còn 49.000 Mỹ Kim. Lý do họ bán tháo lúc này là vì sợ những người đang giữ Bitcoin và cryptocurrency đã kiếm bạc triệu trong thời gian qua đó, họ phải bán tháo. Bởi vì nếu mà để đó, đến khi mà luật thuế của ông Biden mà được thông qua rồi đó, thì cái nguy cơ lúc đó không kịp bán nữa. Bởi vì bán lúc đó là sẽ bị nhắm vào cái tiền lời liên quan đến capital gains, cho nên mất khá nhiều. Họ nói riêng trong vòng 24 giờ vừa qua đó, cái trị giá của Bitcoin, đồng tiền ảo đó, đã bị mất tới 200 tỷ Mỹ Kim trên toàn cầu. Chưa hết thưa quý vị, trong mấy ngày nay chúng tôi cũng đọc những bản phân tích của các chuyên gia về Bitcoin cũng như các nhà kinh tế đó. Họ nói không có đơn giản là Bitcoin sẽ tăng hoài đâu, bởi vì từ từ các chính phủ sẽ kiểm soát cái đồng tiền này. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân bắt đầu xét tới việc đưa ra những cái quy định để ngăn cản không cho đồng tiền ảo này sử dụng để mà thay thế đồng tiền ở trong nước và kể cả đồng tiền đô la nữa. Và trong tương lai đó, một khi cái tiền này càng ngày mà họ thấy có cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến tiền tệ của một quốc gia thì họ chắc chắn sẽ kiềm chế. Trung Quốc thì không cho phép sử dụng đồng tiền ảo, mà Trung Quốc lại muốn tạo ra một cái đồng tiền digital currency, không phải là tiền ảo thưa quý vị, nhưng một hình thức tiền trên điện thoại, trên mạng để thay thế cho tiền yuan của họ. Thì đây là những cái tin tức, nếu quý vị đã đầu tư vào tiền Bitcoin thì đó là những gì mà quý vị sẽ phải trông chờ trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì quý vị cũng nghe nói tin tức là CDC đang phối hợp với FDA tiếp tục điều tra về cái vaccine COVID của Johnson & Johnson sau khi mà hôm qua một thiếu nữ 18 tuổi đã bị cái phản ứng phụ là đông máu dẫn đến cái việc là phải giải phẫu não đến 3 lần và bây giờ tình trạng vẫn còn rất nguy kịch. Thì cũng ngày hôm qua CDC họ cho biết là có thêm một trường hợp nữa, đây là cái trường hợp nằm trong số tổng số 6 cái trường hợp phụ nữ ở Hoa Kỳ mà bị phản ứng phụ là đông máu đó. Thì bây giờ có một người ở tại Oregon, bà này sau khi mà bị đông máu đưa vào trong bệnh viện thì đã qua đời. Thì nghĩa là 6 người nay một người đã bị thiệt mạng liên quan đến cái vaccine của Johnson & Johnson thưa quý vị. Tuy nhiên bởi vì gia đình đã không có muốn công khai tên của nạn nhân cho nên là CDC họ không công bố tên. Họ chỉ nói người phụ nữ này sống ở Oregon khoảng chừng 50 tuổi và cái ngày chính xác mà bà chích vaccine cũng không được cho biết, chỉ biết là đầu tháng 4 mà thôi. Thì khoảng 2 tuần sau khi chích về đó, bắt đầu bà có những cái biểu hiện mà nặng nhất đó là bị đông máu và đưa vào trong bệnh viện thì cuối cùng không có qua khỏi. Thì bây giờ đó phía Texas, ở cơ sở y tế Texas cũng cho biết là họ cũng đã có một cái trường hợp bị đông máu mà tình trạng của người phụ nữ này cũng đang rất là nặng, cho nên CDC họ tiếp tục theo dõi những cái dữ liệu để mà điều tra. Thì như quý vị cũng biết, ngày hôm nay đó, buổi trưa nay thì CDC họ sẽ tuyên bố xem là họ có cho phép Johnson & Johnson tiếp tục cung cấp cái loại vaccine này hay không. Nhưng mà các chuyên gia họ nói là nếu như mà thật sự được cho phép lại đó thì có thể là các bác sĩ họ cũng phải cân nhắc xem là hỏi kỹ bệnh nhân, bởi vì sẽ theo cái guideline của CDC là có thể là có một vài cái tiền sử bệnh án nào đó cần phải được xem xét để mà những người có muốn chích cái vaccine của Johnson & Johnson này. Thì không biết CDC họ có tìm được cái bằng chứng nào là có mối liên hệ giữa những cái bệnh tiền sử nào hay không để mà chích cái loại này thì lại bị đông máu. Và bên cạnh đó thì phía CDC trong một cái nghiên cứu khác thưa quý vị, họ theo dõi dữ liệu của hơn 35.000 phụ nữ đó, tính từ hồi tháng 12 năm ngoái cho đến cuối tháng 2 này, thì họ nhận thấy đó là hai cái loại vaccine của Pfizer với Moderna thì an toàn cho phụ nữ có thai, dập tan những cái lời đồn trên mạng đó là phụ nữ có thai thì không nên chích những cái loại vaccine COVID này. Thì phía CDC họ đã đưa ra bằng chứng, họ theo dõi trong suốt mấy tháng trời thì họ nói hai cái loại vaccine kia hoàn toàn an toàn. Ngay sau phần quảng cáo, chúng tôi tiếp tục tường trình gửi đến quý vị cái tình hình của COVID-19, đặc biệt là tại nước Ấn Độ trong ngày hôm nay thê thảm và thê thảm. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.